Quay trở lại với chuyên mục tái máy cùng Harry. Các bạn có thấy gì trên bàn không? Tèn tèn tèn. Ôi da, một rổ trái cây nặng lắm luôn nè. Các bạn đã đoán được là Harry làm cái gì chưa? Hôm nay Harry sẽ không ăn nữa đâu. Harry sẽ tạo hình cho trái cây. Thường ngày các bạn có thấy Harry vụng về đúng không? Harry chỉ giả vờ thôi. Hôm nay Harry sẽ trổ tài khéo tay cho các bạn xem nè. Thì bây giờ thì mình cùng bắt tay vào làm nha. Harry thấy cái đĩa còn trống nhiều quá, Harry sẽ quyết định là làm thêm một con cá heo nữa, nhìn cho nó sinh động. Thank you.
Bây giờ Harry sẽ bắt đầu với trái thơm. Các bạn có đoán được là Harry đang làm gì không? Harry vừa cắt cái đế của thơm ra để cho nó đứng được nè, các bạn có nhìn thấy rõ không? Harry sẽ chia quả thơm này ra thành 4 phần. Bây giờ Harry sẽ lấy xiên để xiên quả thơm vào. Các bạn nhìn thấy những bông hoa làm từ thơm có đẹp không? Bây giờ mình sẽ cắt cà chua bi ra và gắn vào ở giữa quả thơm. Wow, nhìn đẹp lắm đúng không các bạn? Thì sẽ gắn nó vô lại và tiếp tục làm bước tiếp theo. Tiếp theo thì Harry sẽ làm hai cái bông hoa từ dưa hấu nữa. Vừa có bông hoa màu vàng, vừa có bông hoa màu đỏ cho nó đủ màu sắc cho nó đẹp luôn. Các bạn nhìn xem, Harry đã cắt được một bông hoa 5 cánh rồi nè. Harry sẽ gắm hai cái bông hoa màu đỏ này vào quả dứa. Bây giờ Harry đã tỉa được 4 bông hoa rồi. Harry sẽ bứt ra một ít quả nho để trang trí cho nó đẹp.